rồi. Ba thằng đẩy cũng không đẩy nổi. Ui rồi, đoạn đường này khó lắm. Trời nghe. Một xe đi cắt qua đi nhé. Còn một xe này nhé. Thì làm sao nhé. Không tính. Không tính này. Ôi giời, quá mệt này. Này một xe đi qua đi nhé. Còn một xe chẳng. Này, bắt đầu xe một xe nữa nhá. Đoạn đường của các bạn khó nhá nhá. Có nhất đây, ôi ôi, hai thằng có đẩy nổi không đấy. À, hai thằng này đẩy xe cực khổ luôn. Này, khổ đến cỡ nào này. Cái chân này chắc không đẩy nổi đâu. Ui, đoạn đường này khó. Này, một thằng đi kéo cái đầu xe này. Ui giời. Ôi, qua rồi. Qua rồi, qua đoạn khổ nhất rồi. Đoạn còn chân chân thôi. Bốn thằng. Thằng này con khổ. Ba thằng này khổ quá rồi. Đoạn đường này. Ở đây. Xin nhà nước hỗ trợ một ít xe về đổ cái đoạn đường khổ này cho người dân nó đỡ khổ đi. Người dân khổ quá. Đi qua bọn mình khó con đi nổi. Thế này thôi nhé, gặp lại sau nhé, gặp lại chuyến sau nhé.